Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B, số tự động quý vị và các bạn nhé. Đời thì rất là cao, màu trắng ngọc trinh quý bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios G. Phiên bản G là cái phiên bản cao nhất quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì đời rất là cao. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 các bạn ạ. Đấy, mới lăn bánh được có 1 năm. Đấy, rất đẹp, rất là mới nhá. Chiếc xe này thì không khác gì xe mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, vì chiếc xe này sản xuất năm 2022. Đấy, đây là cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhá, đều rất là mới này. Rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Và phiên bản này là phiên bản G, đầy đủ hết rồi. Đèn bi, đèn led không thiếu cái gì cả các bạn ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios G 2022 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít, động cơ đua VVTi các bạn nhé. Đấy, tất cả keo chỉ này, ốc máy này, ốc chân máy cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản, nguyên zin hết các bạn ạ. Chiếc xe này thì tôi cũng giới thiệu qua cho quý vị và các bạn thôi, nhưng nó không khác một chiếc xe mới tí nào các bạn ạ. Như một chiếc xe mới luôn, thì chiếc xe này đời rất là cao, sản xuất năm 2022. Ốc cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Với những chiếc xe chúng tôi đang bán ra tại cửa hàng thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe này có thể nói là siêu siêu lướt vì chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký cuối năm 2022, đăng ký tên tư nhân. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản, nguyên bản từ ốc chân máy, mặt máy, ốc cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2022 này thì hãy qua cửa hàng chúng tôi quý bạn nhé, để xem xe, để lái thử trực tiếp chiếc xe này quý bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Về chất lượng chúng tôi không phải giới thiệu nhiều đâu quý bạn ạ, vì chiếc xe này nó không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhé. Đấy, thì xe này ở cái phiên bản G cho nên đầy đủ hết cả option rồi các bạn ạ. Không thiếu một cái gì cả. Và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, sản xuất và lắp ráp bởi Toyota Việt Nam các bạn ạ. Đấy, và về cái phần táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, nó còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn ạ. Phiên bản G thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, toàn bộ về ghế da, nỉ trần, các thứ là còn nguyên bản. Và phiên bản G này thì xe cũng đã được trang bị sẵn nội thất ghế da rồi. Nó khác với phiên bản E các bạn nhé. Phiên bản G là cái phiên bản trang bị đầy đủ option nhất, vì nó là cái phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản này, từ ngoại thất cho đến nội thất đều nguyên bản. Ngoại thất thì màu trắng ngọc trai, và bên trong nội thất là cái màu vàng kem, màu hay gọi là màu vàng be các bạn ạ. Rất là sang trọng, rất là sạch sẽ đấy ạ. Sạch sẽ với những người phải giữ gìn, thứ nhất là phải đi xe ít, thứ hai giữ gìn nó mới sạch sẽ đẹp đẽ được. Chứ những chiếc xe chạy nhiều và chủ xe lại không giữ gìn thì cũng không đẹp đẽ được đâu các bạn ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới này. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về các bạn nhé, cũng đã dọn dẹp qua đi một chút thôi, dọn dẹp tại cửa hàng chúng tôi thôi. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe, ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết và còn rất đều xe các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này, còn rất đẹp từ ốc cốp sau cho đến những cái phần khoang cốp sau này, rất sạch, rất đẹp và còn nguyên bản đây này. Nỉ, toàn bộ những cái phần nỉ ở cốp sau này rất là đẹp luôn này. Đấy, và cái phần cốp sau đã được chủ xe lót nhựa rồi này. Đấy, cho nên là phần bên dưới này, những cái phần nỉ bên dưới này đều rất là mới các bạn nha. Lốp sơ cua cũng còn mới tinh và còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, có thể nói một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G siêu siêu lướt, rất mới, rất là đẹp luôn. Quý vị và các bạn nào mà bây giờ đang có nhu cầu mua một chiếc xe Toyota Vios mới thì nên cân nhắc chiếc xe này, cũng tiết kiệm được kha khá tiền đấy các bạn nha. Đấy, từ một chiếc xe siêu lướt không khác thì một chiếc xe mới mà bây giờ quý vị và các bạn tiết kiệm được khoảng hơn 100 triệu quý bạn ạ. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G sản xuất năm 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi
đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2022 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.